Đấy, chào cả nhà nha. Mình chuẩn bị đồ để đi thăm bãi rắn nè. Cái chú chiên mẹ mình mới chiên nữa mà. Bạn nào muốn ăn chú chiên không? Tại các bạn nha. Nên nó trộn mình mới bắt vô. Chuột cái lúa đầu dễ thương không? Chuột cũng vừa đẹp lắm. Rồi để cái gì tới đến thăm mình quay tiếp cho bạn xem nha. Mong là kiếm hổ hành nào kiếm mấy cho đã thôi. Để gì tới thăm mình quay tiếp, mong là hôm nay bội thu nha, trúng mánh mới được. Rồi tới cái bẫy đầu tiên rồi, mở hàng suôn sẻ cái nha. Trời ơi nhìn xa xa cái bao, chuyện gì đã xảy ra với cái bẫy của mình mà cái bẫy cũng đã mắc tiêu rồi, không cánh mà bay thiệt rồi. Rồi luôn, cái đầu tiên mở hàng suôn sẻ dễ sợ thiệt chứ, bó tay được chứ, giang hồ hiểm ác quá. Để cái bẫy mình đặt chỗ này nè, có mấy cái bao mà chuột cắn đó, còn đó, còn cái bao đây. Trời ơi cái bẫy đầu tiên đúng là buồn như con chuồn chuồn thiệt chứ. Khi mình buồn mình phải làm sao, thì mình phải ca: ngày xưa có con kiến nó bằng con voi, nó lôi con bò xuống sông, xong luôn cái bẫy luôn. Buồn dễ sợ thiệt. Ai cái gì để tới cái bẫy tiếp theo mình quay tiếp, cái đầu tiên mất tiêu cái bẫy. Bó tài luôn, cảnh đồng lúa đẹp quá mà. Xanh lè xanh lét không, cái này mình có cái bẫy này rồi dính gắn hoành đâu khoảng nửa ký, mà cách đây khoảng nửa tháng chưa hết thấy rồi. Chứ đời nó mình đặt cái bẫy rất là đơn giản. Lú đầu nè, sống không? Ôi chết rồi bạn ơi, con chuột còn quá, nó mới tông ra dữ vậy nè. Chỗ con đây thiệt biết ngay mà. Trời ơi gắn chết chú ơi, mới chết chưa sình. Chuột mình võ công lợi hại quá, cảnh kẹt đầu mà không quay kỹ được. Chuột nè, chưa đời nói không. Để mình xử lý ca này đó, chỗ này dính được hai con rồi đó. Đơn giản nhưng mà dính gắn. Cái này mình thăm đâu hai lần cái gì mà chất quốc à. Xong này cá dữ dằn lắm, xong này chạy thẳng hoài là ra cầu Cái Đôn này, dưới chân cầu Mỹ Thuận đó mà. Đây nè, chạy thẳng hoài luôn, có động tĩnh gì không đây? Quá đã, quá đã, không có nè, các bạn thấy gì chưa, trắng bóc chưa nguyên hôm đó vậy. Cái này chắc hổ hành nhỏ quá, phải có đen đen cục cục đen đen nó mới bự. Cút à, trời ơi hổ hành quá đã, quá đã. Thăm bảy mà thấy có cái đó trắng trắng chứ là thấy đã rồi. Ướn cổ quá trời, không biết bự không, mình thấy nó cũng vừa, cũng nhỏ chứ không được bự. Hơi tối á, tại nó trong mưa, mới mưa. Ủa nó con chuột ra thấy gớm, con này khoảng 200 gram mà nuôi à. Chịu đời nói. Kệ có gắn là mừng rồi. Chim kêu ghê hồn không, cái quê giờ chim chóc nhiều lắm. Chỗ này là chỗ gần mà lúc trước mình dính, mình với anh Long các bạn, anh Long nhà quê dính gắn hổ đất kẹt đầu á, hổ đất nhỏ. Thấy cứ quá trời luôn, tưởng đâu bự lắm, nhỏ mị quá chị. Những giá mở bao sợ nó, tung kẹt đầu. Rồi mới nói kẹt đầu đây. Bò đi, bò đi. Trời ơi kẹt đầu đây nữa. Người phải tranh thủ kéo nó ra, không kẹt đầu. Mới nhắc là kẹt đầu đây. Ôi nó bị kẹt đầu hả? Nuốt bụng chuột trong bụng trong bóc chịu đời nổi không. Để nói chuột cái thứ gớm rồi, để mình bỏ chuột vô đặt lại thôi, nhỏ mị quá trời, đu đủ trái quá trời luôn à. Trái hôm ngày đu đủ nó cũng có giá lại cũng đỡ rồi, mấy lúc trước là người dân người ta bỏ luôn á, người ta không thèm hái luôn à, tại rẻ quá trời rẻ. Cái bẫy này có gì không? Đợi gọi thăm chức quốc à. Con nặng cái coi hố hành chập bá mới được chứ.
cút à. Trời ơi, chuột mình ung dung ngồi thảnh thơi bên đầu hôm bên kia, chịu đời nói không, phát lương cho nó luôn. Cái này ngon quá trời, sao không dính kỳ ta. Không có, không lẽ có đồng nghiệp nào vô đặt banh chành hết à. Giờ nói chung đi đâu cũng đụng bẫy hết á, đâu cũng thấy bẫy đồng nghiệp hết. Chủ yếu là hên xui thôi chứ giờ bó tay hết biết đừng đón luôn. Ủa cục điện cao thế này quay các bạn xem, kinh khủng, cao nhộng luôn. Đây có bùn chuối nữa, ghê chứ. Chú sim, chú sim chín chín để chín ăn cơm xong ăn với kèm với cơm cũng ngon lắm. Có bạn nào muốn ăn đu đủ không? Đủ để đủ trái tròn nè. Ăn gì của người ta, ăn chém người ta, chém bả xương luôn. Ồ, ớt chứ. Chín quá, chín ta. Nó nữa khỉ mất gì á. Trái quá trời luôn. Cái bẫy này mình thăm mấy lần là chất quốc. Có gì đây? Rồi, chưa gì hết thấy rồi, lú đầu kẹt đầu. Chịu đời nói không? Nhỏ rồi. Gầy gió. Bị kẹt đầu mà không quay kỹ được. Con chuột còn luôn, hên quá. Con chuột này đúng là đệ tử của Trương Tâm Phong nè, truyền dạy bí kíp của âm chân kinh. Trời ơi, ngắn gạt đầu thiệt tình. Còn sống ở đây. Ừ, hên còn sống. Để mình xử lý ca này mới được. Hơi mệt mỏi, hơi nan giải. Ngắn này bắt về mình nuôi để cắt lưới à. À để mình xử lý ca này á. Chưa có hàng khủng gì hết. Có cô chú đang hái ớt bển kìa mà. Cái bẫy này mình dính hai ngỗ hành chà bá lửa rồi đó. Con 800 g với con 700 g phải. À, con quay phim chứ. Ở đây. Thăm mấy cái bẫy gắn nè. Có gì ở đây? Cái đá gì không? Cuốc à. Trời ơi, ngỗ hành nhỏ xíu. Con này chắc được không có nhỏ hơn cũng được 300 g mà nha. Dạ. Ờ, không tới 300 g, con này nuôi quá, nay 200 g à, 250 g. Cái này mình bợ hai con rồi đó, bự chà bá nha. Nó gắn rồi, gắn nhỏ, gắn nước hả? Này hổ hành. Cái đó mình dạ nó không giúp bò đó hả? Nói chuyện gắn gớm này. Chuột gầy, chuột ấy đặt 700.000 ký lần chưa. Trời ơi, nó vô nó ăn con chuột á kìa. Dạ, gà ăn chuột á, bỏ vô con chuột vô. Nó quăng cái chuột như tử biến đó. Ôi giời ơi, giời ơi, bắt ra. À, đã không? Ừ. Ừ. Rồi, để mình bỏ chuột vô đặt lại. Ăn ói chuột ra. Thế hả? Dạ. Ói chui ra đó mà chui không được. Cái này cái gì bông đẹp quá trời ta. Lá chứ. Đúng không? Ở bên kia có người đang chặt củi gì á, mình không dám nói lớn nha, nói cả làng nghe được rồi. Ở bên kia như có người, cái bẫy này thăm mấy lần chất quốc à, đó các bạn nghe khó cục không. Chỗ này lên cái chân cái gai mất cỡ này quá trời gai đó, gõ cục. He nhô. Ồ gắn mạnh quá, đỡ quá đỡ. Dù mến. Con này chắc khoảng 400 g à. Vô mánh à. Bữa đó mình đặt bộ chuối đằng kia mình về ra chỗ này. Nguy hiểm luôn, nhìn gặp. Cái tên đấy. Con này 400 g à. Kia ai đang chặt củi vậy, ung sùm quá, nguy hiểm quá. Đấy, quá đã. Da bóng ngời ha. Rồi, để mình tranh thủ bỏ chuột vô, như cái xe đang chạy tới nữa. Nguy hiểm quá. Đây là buồng chú sim. Chú sim này chính là ăn nhức nách luôn. Chỗ này lúc trước mình có dính gắn hổ ngựa nè, mà đợt sau này thăm chức quốc à. Có con gì trong đây, có con gắn chứ đừng nói có con chuột nghe. Tụm
tỉnh gì không đây? Thấy im ghê à, nghe không ổn à, cút à. Con chuột mình he nhô he nhô, bắt lương cho nó luôn. Chỗ này dính đựng hổ ngựa tới giờ im ghê ta, chỗ này lý tưởng lắm mà. Chứ sao cũng hốt nữa, không còn chà bá hay coi. Chỗ này quá ngon. Ồ, mình nói người ta câu cái vàng nước rồi mà. Nước tưới tự động á. Làm vườn giờ tưới tự động vậy đó, khỏe. Nhà mình, ba mẹ mình phải kéo ống rồi. Nó hơi cực chứ. Cái này gạch không queo, nước không queo. Ồ, cây sầu riêng ngon ghê, bạn tốt ghê hồn không? Ồ, cây sầu riêng chắc cũng cả chục năm à. Đang ra bông. Ồ, bên kia cây bưởi kìa. Ồ, bưởi trái kinh khủng. Quá trời trái luôn. Này gần nhà ta mình giống nó lớn. Ồ, chó sủa. Ồ, bưởi các bạn. Trái kinh khủng không? Ồ, chó sủa gớm không? Quen biết mà, hữu diễn biết nữa. Con gắn biết gì không? Cút nè. Rồi đường hổ hành nhỏ. Trời ơi. Ê, chú cha kẹt đầu. Ủa, bị chặt đầu rồi, còn sống không? Để anh coi thử. Ừ, hên quá, còn sống, mừng quá. Con này cũng bự mà kẹt đầu ta, con này khoảng 300g á. Để mình xử lý cái này không? Uổng quá, uổng bị chặt đầu. Ừ, chó sủa quá trời sủa. Bị kẹt đầu anh đây. Chưa đời nói. À, để mình xử lý cái này. Cái này hơi năng giải, chắc phải cắt lưới. Cái chỗ này mình có một cái mà cái này thôi gọi thăm chức quốc. Có anh chủ vườn đang cắt cỏ nữa. Cái này trồng nhãn mà, nhãn với mít Thái. Có diện đây có gắn đựng nó có con chuột luôn. Ồ, hên quá, nước vừa mớm tới mà ngập luôn cái bẫy rồi. Cái bẫy gì thấy đụng đậy gì lắc tới lắc lui vậy. Chắc có vẻ không ổn à. Ồ, cái này khó thăm quá. Thế nhô. Trời ơi, hổ hành quá, đã quá đã, chuột còn luôn. Cũng để em coi lại. Ô, chắc khoảng 400g hơn à, không tới nửa ký. Con chuột võ công cao cường chứ, đệ tử của Trương Tam Phong. Truyền bí kíp của ông chân kinh. Có anh chủ vườn mà cắt cỏ à, để em đem ở bao này nè. Con này không tới nửa ký, chắc khoảng 400g. Cái này đã gọi, cái mới gọi mới thăm Trung Quốc. Tên. À. Ồ, vô quá không được chuột gắn ốm quá ha. Cái bụng sụp lép. Ồ, bị chuột cắn rồi, cái đuôi bấy xấy chứ. Chuột này dữ dằn chứ. Quá rồi, không chạy ra uổng chuột, gà chuột mắc quá. Chuột có mua ha. Dạ, chuột có mua. 100.000 ký, 101. Ồ, ồ, bị chuột cắn bấy xấy chứ. Ồ. Vô làm lại chuột gắn ấm nhất. Vô làm lại chuột đẩy khoát trắng bấy xí cái đùi gắn này ngà ngà. Rồi để mình bỏ lúa vô đặt lại, chuột này dữ dằn quá, gắn gì nhỏ yếu mà đặt ra gió. Vô làm lại chuột có ăn vừa không? 5 trái chập 3 lửa. Cái bẫy này rồi thăm chức quốc à. Có con gắn chứ đừng nói có con chuột nghe. Có chuột chết nó càng hãm. Ôi cái gì làm giật mình. Ôi kì nhông. Ôi mẹ ơi. Làm giật mình hết hồn. Đâu chữ như cái gửa rớt xuống mà. Làm giật mình. Tỉnh gì không? Không thấy gì hết rồi. Thấy nhẹ quá. Cút à. Ơn chuột mình nó ngồi bên đầu hôi bên kia. He nhô mình. Chưa đời nói không. Chỗ này ngon, thế nào cũng lụm mà. Quất hổ hành 2 ký cho nó đã. Hổ hành 2 ký rồi nè, giờ chưa nghe nói. Chưa thấy. Chỉ có chi sáo. Chi sáo có. Nhưng còn 2 ký rồi nè, giờ chưa nghe nói. Quất con nào 2 ký cho nó đã. Như có ong gì mới trời. Mình đặt bẫy này sợ nhất là ong. Bị chích hoài với cái ám ảnh luôn.
khi buồn thì mình sai làm sao. Ngày xưa có con kiến nó bằng con voi, nó lôi con bò xuống sông. Đi con mình buồn lắm mà, bởi vì ca tàu lao mới lao cho đỡ buồn. Đây, có bạn nào biết chú này chú gì không? Chắc có bạn biết các bạn không? Này chú cao chua nè, chú này mình để chín chín ăn ngon nhất nách luôn. Ở đó nhà mình có trồng chú cao chua cũng nhiều. Sau này đốn hết rồi mà em đốn hết, chỉ còn lại mấy cái buồn chú già. Bẫy này thăm đâu 2-3 lần không dính gì hết. Quế lắm rồi đó, tốn tiền lúa với cái bẫy này lắm rồi. Cuốc à, gì dần vàng á, rồi biết ngay rồi. Hổ ngựa, lại là hổ ngựa, ngày nào cũng dính hết. Trời ơi, con này chắc con khoảng nửa ký à. Ép bịch lúa ở ngoài nè, gớm. Bó tay lại hổ ngựa nữa, kệ có gắn hơn không. Có gắn thì vui à. Mình chơi cặp lộ luôn à. Giang hồ hiểm ác quá, kệ giờ sao giờ mắc bẫy là mắc bẫy à. Cái nào của mình của mình, cái nào không phải của mình là không phải của mình. Bởi vì sống ở đời, sống có câu ông bà ta có câu, sống có đức mặc sức mà ăn mà. Kệ ai lấy bẫy lấy. Đó. Ủa, hổ ngựa vàng cháy luôn. Vàng như nghệ luôn. Ủa, mổ cọc. À, để mình bắt nó ra. Mình thì bắt hổ ngựa này mình bắt bằng bao lưới không à. Cho nó an toàn chút. Không phải là sợ nó cắn gì đâu bạn. Nó cắn đau như chó cắn thôi. Nói chung cũng bình thường, mình mang bao tay vô là bắt bình thường thôi. Nhưng mà có cái nó mổ vậy bạn, nhà ba mẹ dạng như vợ rồi đó, lo lắm, thấy sợ lắm. Tại vì thôi kệ nó sống gì, không nghĩ mình cũng nghĩ tới gia đình bạn. Chứ mình bắt này mình mang bao tay vô mình bắt ngon lành chứ đâu vậy. Nó nói chứ ngày bị gắn này bạn nào bị gắn chắc bạn cũng biết mà. Ở nhà ba mẹ với vợ con lo lắm. Rồi đam mê phải chịu thôi, mình cứ đi. Ai cũng vậy, với lại đam mê cũng phản phần cũng gì cuộc sống mưu sinh đó. Gà đây, con này không chắc không tới nửa ký quá, khoảng 400 gram, ốm quá mà gậy trong hang dữ lắm hay sao nè, không chịu đi ăn làm biến đi ăn bây giờ ốm. À, để mình bỏ chuột vô mình đặt lại. Con ngựa này dạng cháy à, mình còn mấy cái bẫy nữa là hết rồi các bạn ơi. Bữa nay thắt thu trầm trọng rồi, về gắn không ăn chúa cho ăn khô quẹt thấy bà luôn rồi. Cái bẫy huyền thoại của mình dính không biết nhiêu mà nói gắn hoành vậy. Tôi 4 năm còn với con hổ ngựa. Trời ơi, lại thấy cái bẫy vậy nản dễ sợ chứ. Con chuột có thai vô bích kịch cái bẫy luôn sao gắn là vô được. Trời ơi, chiều đời nãy không? Hé nhô nè, hé nhô. Nè, chiều đời nãy không? Nhìn mình hé nhô nè. Chuột mình chịu đời nói, bó tay chuột chứ. À, để mình lấy gác ra, bỏ lúa vô đặt lại. Chỗ này không thể hết gắn luôn trời. Dính đầu 4 con hổ hành với con hổ ngựa. Ô, mềm mịp. Ô, mềm mịp dạng dưới ta. Nè, mình quay cho bạn xem nè. Đó, 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 bài đó, 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 bài bên kia đó. Hổ dạng. Này mà có đeo nhận ná rồi. Rồi mệt mỏi với mình liền. Rồi để mình móc mấy cái bao này ra mới được. Nó dính đầy nhẹt cái bẫy rồi. Rồi mình còn cái này là cái cuối cùng rồi các bạn ơi. Bữa nay thắt thu rồi. Về nhà gắn không mang chúa chàng mì gói thấy bà luôn. Nên nói chơi vậy thôi chứ ngày nào cũng vậy, bữa chúng bữa thắt là chuyện bình thường. Ai biết được cái cuối cùng hốt ngộ đắt 2 ký mấy 3 ký sao. Cái này rồi dính gắn hoành nhỏ kẹt đầu chết. Quá à. Chuột mình đâu ta? Đây con chuột nè. Hé nhô, hé nhô. À, để mình phát lương cho nó rồi mình đặt lại luôn nha. À, nói chung bữa nay thắt thu gắn nhỏ nhỏ không à, chứ không được gắn bự, phải có gắn bự lợi nhất cũng ngon. Để hồi về nhà mình căng thử cho bạn xem được nhiêu. Bữa nay gắn nhỏ trong không à, chắc không được nhiêu ký đâu, gắn nhỏ không, phải gắn bự mới có ký, còn gắn nhỏ thua. Gắn đó bữa nay hình như đâu được 2-3 con bán được rồi, rồi nhì còn nhiêu mà gắn mình đem về mình nuôi không, gắn nhỏ quá. À, để cái gì mình về nhà mình căng thử là được nhiêu. Ai đang cao kê trời, thắt thu mà đang thắt thu mà nghe bài đâu buồn não ruột.
Bài đó bài gì ta? Hình như sầu tím thiệp hồng hay gì á. Rồi, để về nhà anh căn thử được nhiêu. Rồi, mình về tới nhà rồi. Ba mẹ mình đi mà vườn chưa vô, thấy cửa đóng là biết rồi. Để mình căn ngắn thử được nhiêu nha. Nói chung bữa nay thất thu trầm trọng luôn. Chuột mình hết nữa, chút xíu mình đi phải đi mua chuột nữa. Ây à, còn ở đâu được mấy con chuột nhỏ nhỏ này, ngồi thả vô hồ cho mấy con rắn nó ăn luôn. Chuột nhỏ quá. À, để mình căng rắn thử rồi được nhiêu. Bên này chắc gì rắn không ăn chúa, bà cho ăn mì gói thấy bà thì rồi. Đây, đây là con hổ ngựa. Ngựa chắc 400g quá. Đây là hổ hành. Hổ hành mình nó cũng chung bữa nay dính cũng ngon chứ, mà tại nếu mà phải gắn bự bự ngon cũng ngon là trúng luôn á. Mà tầm bữa cái là gắn mini. Hai ngày nay em thăm gắn mini nhiều quá trời luôn, không có hàng khủng. Mà gắn rồi rồi nửa trăm nửa ký 400g 600g đồ chắc có ký ngon. Nên gắn nhỏ không chắc căng không được nhiêu. À để mình căng gắn hổ ngựa được nhiêu. Cái tên tên. Ồ lắc lắc quá trời lắc à. Nhồi quá. Ồ ồ ồ. Rồi gần nửa ký nè mà nó nhảy quá trời. Vậy gắn con ngựa được gần 440g. Nhảy quá nhảy. Rồi đây là hổ hành nè. Hành nhỏ nhiều quá. Quá bự bự ngon quá rồi. Tên tên. Ồ ký gử. Còn ký tư 50. Dưới kia hải. Ồ cũng 450 hả. Vậy tính ra cũng được gần ký 9 rồi. Ký 9 vô tư. Ai, bữa nay được có 1 ký 9 nè. Cái hổ hành này nó bự bự ngon quá. Nhỏ nhỏ không. Ai, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video khỏe nha. Chắc hồi gắn hổ mang chúa mình bả cho mình ăn mì gói rồi. Rồi chào các bạn nha.